Ai da. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chắc là các bạn thấy một cái video chắc chắn là nó sẽ rất là khác thường so với mọi ngày, đúng không các bạn? Vâng, hôm nay mình hồi chiều mình có đăng thông báo ở trên fanpage nè, ở trên cộng đồng YouTube và cũng như Zalo, Facebook. Thì hôm nay mình sẽ đập hộp cái nút play bạc nha các bạn. Play bạc nói chung là nút bạc YouTube đó các bạn. Hôm nay thì mình nói chung rất là vui các bạn, được 100.000 người sub thì sẽ được cái nút bạc của YouTube. Thì khi mà vừa 100.000 người thì mình có nhắn tin để cho super hỗ trợ YouTube các bạn, trợ lý YouTube á, thì sau khoảng 1 đến 2 tuần sẽ nhận được cái mã để mình nhận nút bạc. Thì hôm nay mình đã nhập mã và điện thông tin đầy đủ ok rồi, thì hiện tại hôm nay là nút bạc đã về. Hôm nay lúc 2 giờ chiều thì việc nút bạc đó mình bỏ bê công việc luôn, nói chung mình bất chấp tất cả luôn. Nhưng mà quá trình nút bạc đó là mình tí xíu mình sẽ kể cho các bạn nghe, như là lúc video chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh YouTube của Mối Quen trong thời gian qua, và tất cả các anh chị em và các bạn hãy luôn đồng hành cùng mình nhé. Mình sẽ cho ra những cái video phải gọi là, nói chung là nó không có chuyên nghiệp, nhưng mà nếu mà nói về vấn đề mình sai á thì mình sẽ hết sức hết mình để mà xem xe cho các bạn nha. Còn bây giờ thì đây là cái công viên của Trắng Bàng các bạn, đây là công viên đập nước, và cái hướng này là hướng lộ của hôm nay nhé. Đây thì bây giờ mình sẽ đi vào chỗ nào đó, có từ đó là nó không bắn kỹ mình thì có thông báo cho mình. Mình sẽ tâm sự một tí xíu cho các bạn về cái việc mà mình lấy cái nút vào đây bạc này nó khó khăn, và nó làm mình mất ăn mất ngủ như thế nào nha. Đây đó, thì mình lấy nút vào đây thì người ta đã kêu mình ký tên, để tên của mình ký, mà vừa đứng vừa ký các bạn, một tay thì nó hơi bị chữ lim đây các bạn, nhưng mà chữ mờ nó bị mất ra phần đen đây. Thôi thì bây giờ mình sẽ tâm sự với các bạn tí xíu về việc nút bạc nha. Thì mình đang nói lỡ dở cái việc mà khi mà mình được xác nhận mà lấy nút bạc có cái mã rồi các bạn, thì cũng khoảng 2 tuần, khi ngoài 100.000 người rồi bắt đầu khoảng 2 tuần sau mình mới được nhận cái nút cái mã rồi bắt đầu mình mới bắt đầu theo cái đường link mà gửi trong trang tổng quan, mình vô đó mình điền những thông tin họ tên và địa chỉ. Thì địa chỉ mình đã copy cái địa chỉ lúc đầu mình đăng ký với Google AdSense, nhưng mà không ngờ là cái địa chỉ đó nó hại mình tối hôm qua. Cái video này là mình quay hôm nay là ngày 23 tây tháng 10 năm 2019, nhưng mà chắc chắn là cái video này mình sẽ đăng vào ngày 24, tại vì hôm nay tối rồi đó, mình sẽ làm cái video về chỉnh sửa gì đó thì khoảng ngày 24 tây mình sẽ đăng đó. Thì mình copy cái địa chỉ bên Google AdSense, không ngờ là nó đã hại mình. Thì đúng một tuần thì cái ngày 17 tây là bên YouTube này nè các bạn, người ta đã chế tạo cho mình và gửi về cho mình. Hôm nay là ngày 23 tây theo có cái biểu đồ á, lúc đầu là ngày 24 tây các bạn, nhưng mà tiến độ nhanh á nên người ta đổi là ngày 23. Cái tối ngày hôm qua là tối 22 mình có lên mình theo dõi cái đơn hàng của mình, thì địa chỉ người ta báo là địa chỉ không đúng hoặc là không đầy đủ nên là mình không thể nhận được hàng. Và nói tối hôm qua mình rất là khổ sở về cái vấn đề này luôn, thức mà nói 2-3 giờ sáng mới ngủ các bạn ơi, cực lắm. Thì rồi cái mình quậy quọ trong cái UPS hay cái gì, cái mà vận chuyển hàng ở nước ngoài các bạn, UPS thì phải. Thì mình mới lục được cái số điện thoại của trụ sở này, thì mình mới alo và cập nhật địa chỉ là giao cho mình là lúc 2 giờ. Và cái anh giao hàng rất là dễ thương, nó kinh khủng dễ thương. Mình đã có quay cái video sơ sơ, nói chung không chuyên nghiệp cái video đó lắm, mình quay bằng điện thoại, thì cuối video này mình sẽ chèn cái video vô cho bạn xem nha.
nó rất là cực khổ. Còn bây giờ thì mình sẽ lập hợp ha. Cho mình nhiều chuyện tí nữa nha. Thì nói chung là Ngô Nguyễn cũng rất là xin chân thành cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ và đồng hành cùng mình. Mình cứ như lúc nãy mình cũng vừa nói là sắp tới mình sẽ làm những cái video phải nói là nếu không phải quá chuyên nghiệp so với những người quay phim, nhưng mà mình sẽ làm hết sức mình để mà xem về cái phần kỹ thuật của xe như thế nào cho bạn. Tại kênh mình là kênh Ngô Nguyễn, là kênh xe cũ, thì mình sẽ làm hết sức về cái việc mà xe cũ. Còn ví dụ như mà cái việc hình ảnh nè, rồi cái việc mà cắt ghép lồng nhạc đâu nãy kia, thì thật sự mình không có chuyên nghiệp về cái đó đâu. Mình chỉ là học lớn, mình làm ấy thôi. Nhưng mà ví dụ mình coi xe hay là mình báo giá, nói chung là mình sẽ làm những cái cửa hàng uy tín cũng như cho anh em mà yên tâm nha. Rồi cảm ơn các anh em nhiều nha. Bây giờ mình sẽ lập hợp nha. Mình thì mình tính toán trong đầu là đem đầy đủ đó rồi, nhưng mà khi đi ra thì nó có những cái quên, thì quên giao là giấy các bạn, mới mua 100.000. Mình thì đang quay dưới ánh đèn LED, một hồi chắc ra khỏi ánh đèn LED thì một cái là ta nói con mắt em dục luôn. Tại vì cái máy mình rất là tệ các bạn ạ. À, quay ban ngày thì được, nhưng quay ban đêm thì nó rất là xấu. Quay ban đêm nó còn thua ngay cả cái bộ ABS luôn, các bạn tin không? Cái điện thoại nó mắc hơn cái bộ ABS 3-4 lần, nhưng mà quay ban đêm thì tệ hơn người ta. Thì mình nhận từ lúc 2 giờ tới giờ mình rất là nôn mà mở cái hầm này, không biết ở trong này nó như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ mở nha, nhưng mà trước khi mở thì cho bạn xem nè. Đây cái đơn hàng của nó, nói chung không được kỹ lắm các bạn, mình cũng hơi thất vọng về việc này. Đó, nhìn nó trầy trụa, các bạn thấy không, là keo vúa đầu tróc rất là nhiều. Đó, đây vúa rất là nhiều. Đó, keo rồi, nhìn dáng rất là đơn sơ và sơ sài, không biết bên trong như thế nào. Giờ mình sẽ lập hợp nha. Đây các bạn, đây mình giao đặt giấy nha. Thật sự là ánh đèn LED nó đã là mù mắt mình luôn rồi. Mình sẽ đạp cái đường này nhé. Ừ, đúng không ta? Ừ, như vậy nhé. Rồi bên đây một đường nữa nè. À, để mình ngồi lên đi cho nó dễ nha. Rồi đây, xích đèn tới dưới em. Cho nó hơi sáng, cái đèn tí nó hơi khổ quá. Người ta dán keo nó cũng hơi sơ sài và cái hình mẫu hộp nó cũng hơi bị lủng như thế này, chắc có thể do địa vị vận chuyển đó các bạn. À, ra rồi, một bên đây, bên này nè, ra nha. Ok, ra rồi, nông nóng quá không biết như thế nào các bạn ơi. Chưa xong, còn dưới đây ok, dán keo rồi đó. Đây, bên trong nó như thế này, hộp thì rất cứng nha các bạn. Nhìn bên trong thì rất là sang trọng, bên ngoài sao nó đầy nhiều quá. Ý, đây có một cái miếng mút mình để ở trên nha các bạn. Miếng mút nè. Và đây là một tấm giấy của giám đốc YouTube. Đây là một tấm giấy của giám đốc YouTube. Chờ lại đi. Này là tấm giấy của giám đốc YouTube gửi để mà chúc mừng mình. Nói chung là có thư chúc mừng. Nói chung là mình có xem những anh em trên mạng mà review về cái nút bạc đó, thì người ta thường hay bỏ qua cái thư này, chủ yếu là đập hộp là chính. Nhưng mà mình, người ta già 100 người đăng ký như đây cũng là một cái phần thưởng cho mình, thì mình cũng rất là trân trọng, nên là mình sẽ đọc cái bức thư này nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đọc nhé. Đây, tấm giấy của nó như tấm giấy A4 như các bạn, nhưng mà rất là dày nha. Giấy này có thể là gấp 3 tấm giấy A4, chấp lại 3 đến 4 tấm giấy A4 đó. Rất là dày nha các bạn, mình sẽ đọc. YouTube, bạn vừa mới làm nên điều kỳ diệu mà rất ít người sáng tạo trên YouTube có thể làm được. Bạn đã chạm tới cột mốc kỳ diệu là 100.000 người theo dõi kênh của bạn. Chúng tôi biết những con số này trên YouTube thực sự có ý nghĩa rất lớn, nhưng hy vọng bạn sẽ không quên hiện thực ẩn sau dấu mốc 6 chữ số này. Mỗi người và tất cả mọi người theo dõi kênh của bạn đều ấn tượng bởi những việc bạn thể hiện. Họ tìm được nguồn cảm hứng hay có cơ hội tham gia thử thách hoặc giải trí từ kênh của bạn. Bạn đã tạo nên cột mốc son này bằng nỗ lực, làm việc chăm chỉ, sự kiên trì và cả những cơ hội có được từ khiếu hài hước đáng yêu của bạn. Ý đà, nghe vui ta. Không ai có thể phủ nhận những gì bạn đã đạt được. Chúng tôi muốn vinh danh bạn cùng toàn bộ nỗ lực của bạn bằng phần thưởng bạc
phần thưởng bạc, đây có nghĩa là cái nút vào đây bạc đó các bạn, phần thưởng bạc dành cho người sáng tạo này. Đây là một món quà lưu niệm nhỏ thể hiện sự yêu mến kính trọng của chúng tôi đối với những giám đốc YouTube, những người điều hành YouTube, thì nó là món quà nhỏ nhưng đối với mình nó rất là cái sự gọi là động lực tinh thần rất là to lớn các bạn ạ. Rất là vui. Chúng tôi biết bạn làm việc này không phải vì phần thưởng, bạn làm việc này vì đam mê sáng tạo. Thật sự các bạn, mình xin nhắc ngang là nếu mà các bạn mà đâm đầu vào làm YouTube mà chủ yếu về tiền và phần thưởng lúc bạn thì nói chung là mình khó đạt được mục đích lắm. Trước đây mình làm thật sự, bây giờ mình xin nói thẳng luôn, mình rất là mê YouTube, mình muốn quay, mình chia sẻ những gì mình biết. Không ngờ đâu thì đến một ngày nào đó thì cũng có ngày hôm nay. Xin hãy tin khi chúng tôi nói rằng chúng tôi đang nóng lòng chờ xem mốc còn khá xa nếu tính từ thời điểm hiện tại, nhưng bạn đang ở gần mức mình nghĩ rồi đấy. Đó, có nghĩa là nút vàng đó các bạn. Chúng tôi luôn hết lòng cổ vũ cho bạn. Xin chúc mừng, trân trọng. Đây là giám đốc của YouTube YouSeason. Hả? Rồi, ok các bạn ha. Rồi, bây giờ Thảo ơi, cho đây hay rồi. Đây. Bây giờ mày đi. Hôm nay đi với mình thì có một trợ lý với lại nhỏ em, nãy giờ quên cho nhỏ em vô chơi ha. Cầm mai coi chừng ấy nha. Đây. Rồi, để xuống dưới nha. Rồi, nói chung mà cho nhỏ em cầm. Đây là một cái cạc. Xin chúc mừng bạn đã chạm mốc lượt đăng ký. Chúng tôi tin, chúng tôi vinh dự khi cùng chia sẻ thành tích của bạn. Nói chung là đây là một cái cạc gì đó. Nếu phần thưởng bị hư hỏng, nếu hư hỏng thì mình sẽ liên hệ với cái đường link website trong đây, mình gọi là phần thưởng vậy thôi. Này, ý, trời ơi, sáng quá đi. Đây các bạn, đây là một mặt gương luôn rồi các bạn. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. Sao những cái bọc này nó giống như bọc của Việt Nam bình thường đó ta. À, bên dưới đây nó có cái gì nữa đây, mình xem cái đã. Đây là một tấm giấy do người làm quá. Tấm giấy này nó cũng dày giống như tấm giấy của YouTube gửi. Và đây là một cái bạch cục ảnh, đơn giản vậy thôi nhé. Trời, ý cha, cái mặt gương sáng quá các bạn ơi. Chắc là các bạn sẽ thấy được cái máy của mình đang bật láp trong đó đúng không? Đây, quá đẹp các bạn ơi. Đây là cái này nó nặng khoảng hơn nửa ký nha các bạn, khoảng hơn nửa ký á. Và nhiều bạn thắc mắc là cái nút bạc này được bao nhiêu tiền nè, thì nó phản chiếu rất là nhiều dữ nè, thấy không nào? Thì rất là vui mừng khi mà nhận được nút bạc này các bạn ạ. Đây là nó làm nó phay bằng nhôm nha các bạn, phay bằng nhôm. Và những năm trước thì mình có theo dõi những cái kênh anh chị khác thì những cái này là nó viết bằng tiếng Việt các bạn ạ. Giống như viết bằng tiếng Việt như hôm nay lại là tiếng Anh. Có kênh thì những cái tên này tiếng Việt nhưng mà lại cái tên kênh là tiếng Anh. Hôm nay mình rất là may mắn và mình vui là tên của mình được tiếng Việt đúng, chắc là Ngô Nguyễn đây. Và cái này là for vaccine 100.000 subscriber. Có nghĩa là chúc mừng mà đã đạt được 100.000 subscriber đó các bạn ạ. Đây Ngô Nguyễn 100.000 đăng ký nha các bạn. Rất là vui luôn, không biết nói gì luôn á. Ôi, bao nhiêu nỗ lực của mình. Nếu mà mình bắt đầu đi quay xe cũ tới bây giờ là khoảng bao lâu rồi ta? Anh bắt đầu quay xe cũ bao lâu rồi? Chưa tới một năm đâu, đúng không? Anh quay xe cũ chưa tới một năm Tết đâu. Tết này mới được năm mình. Hả? Ăn Tết xong mới được năm. Ăn Tết luôn là sẽ được một năm á các bạn. Nói chung là gần một năm rồi, cũng 9-11 tháng gì rồi đó. Đó là mình tập trung chuyên tâm vào quay xe cũ. Còn mình làm YouTube này là đã một năm mấy rồi. Được quá. Mình làm YouTube thì đã được một năm mấy rồi nha. Còn chuyên tâm vào xe cũ thì gần một năm đó. Thì cái lúc mà chuyên tâm vào xe cũ thì lúc đó kênh của mình đạt được 8 mấy người đăng ký, thì bây giờ đã được 120.000 người đăng ký, so với hiện tại hơn 120.000 người đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn hãy luôn ủng hộ cùng mình, hãy đăng ký kênh nha. Đây kênh Ngố Nguyễn nha các bạn. Rồi,
chung là nói chung bằng bạc thôi, còn ở sau này không biết làm cái chất liệu gì đây. À, đây mình thấy là có từ bằng sắt đây các bạn, đây là có hai cái móc cho mình treo nè, không biết cái này là cái gì nữa, có thể là bằng nhôm luôn các bạn ơi, có thể là nguyên khối thay là bằng nhôm. Và ở sau nhìn rất là im nè. Giờ chả biết nói là cái gì. Muốn xem sao luôn mà. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ vào cái bịch lại nha. Hay mình rất là mong các bạn, nói chung video hôm nay nó hơi bối rối, mình nói chuyện hơi bị tùm lum tùm lưa á. Thì mong các bạn hãy đăng ký và ủng hộ kênh của mình để mà mình đạt được cái con mốc tiếp theo, đó là 1 triệu người đăng ký để mà mình nhận được nút vàng nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì cái phần thưởng này cũng là do các bạn ủng hộ cùng mình. Nếu mà các bạn không đăng ký, các bạn không ủng hộ mình thì cái nút bạc này cũng giống như là mình nhận thay cho các bạn vậy. Chứ mình thì cũng chả nên làm được cái trò gì mà nếu không có các bạn hết thật sự. Nếu mà mình làm nhưng mà các bạn không có theo dõi, các bạn không đăng ký thì nói chung là mình cũng chả làm được cái trò gì đâu. Nên là các bạn là cái thành phần chính. là không biết phải dùng từ ngữ như thế nào, nói chung là bạn là chính trong cái nút bạc này. Nói chung là bây giờ mình sẽ bỏ vào trong nhé. Nói chung là video hôm nay mình cũng hơi làm hơi bớt các bạn à. Nên là video nó hơi không có chất lượng, với lại buổi tối nữa không, các bạn thông cảm nhé. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái cho các bạn xem cái video mà mình đi lấy cái nút bạc này. Nếu mà cái anh đó mà có xem được cái video này, mình cảm ơn anh rất là nhiều nha. Anh rất là vui. Một anh người Bắc nha. Anh người Bắc mình rất là thích thật sự. Mình nói thật sự, anh đó rất là, phải nói rất là thích. Anh đi rất là xa so với chỗ mình chỉ tới chỉ lui mà. Cũng do không phải địa phương nên anh đi vòng vòng, nhưng mà anh rất là nhiệt tình. Rồi thôi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Các bạn hãy luôn đăng ký và ủng hộ kênh Nú Nguyễn. Nhớ subscribe và like nha các bạn. Cảm ơn, chào các bạn nha.